Rồi chào con nghe, giới thiệu cho con là hết bài 90 nè con. Đẹp cực kỳ không? Màu xanh vườn luôn, chưa chạm nước sơn luôn nha. Đá đẹp luôn con, hết 90. Đã món nhớt màu xanh ở trong trắng tươi con. Ở trong trắng tươi rồi, đó. Rồi, bóng hới mà con ít xài nè, 7 màu luôn nè. Đây, NF90. Đúng không con? Rồi, chạy đã không? Nguyên bộ luôn nha, xanh bìa luôn nha. Quá đã con ơi, nguyên bộ xanh bìa luôn nha. Cái dàn xới là 851. Đồng máy là NF90, chính ngửa rồi con, xanh bìa. Đây xanh bìa nè con. Con chưa ra nước khối rồi bà con. Đã. Xanh bìa 18,5 rồi bà con. Đã chạy đã ghê không? Quá đã rồi con ơi. Đèn rồi sáng luôn nha, cháy đèn luôn nè. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Cái đèn nước sơn rồi con. Nước sơn còn luôn nè. Đây là F90 rồi con. Máy chạy rất đã luôn. Đây là F90. 9 ngựa 2500 vòng trên phút tôi nhanh rồi bà con. Rồi máy chạy ra đã không? Nhuyễn như luôn rồi con. Chưa chạy với nước sơn luôn nha. Ở trong còn trắng nữa nè. Hóc ác 7 màu ít xài con. Quá đẹp bà con ơi. Dàn xới là tay nước cam còn nguyên là con ít xài nè. Cam còn nguyên đó. Xanh bìa luôn nha. Xanh vườn luôn, xanh bìa cốt đặc đó bà con. Quá đã luôn. Để ghi bà con. Máy chạy ghiền không? Đèn đuốc đâu còn luôn nha. Quá đã bà con. Rồi, quá đẹp luôn, trắng tươi bà con. Máy chạy thấy ghiền rồi thấy không? Quá đã luôn nè. Con nó chạy đâu bà con, chạy đã không, chạy phải đếm vòng gì đó bà con, ghê không, chạy đếm được vòng luôn đó bà con, máy chuẩn lại chạy vậy đó, đã không, anh là F90, em L là cút xéo bà con, L là cút xéo nằm bên đây nè, cút ngay là nằm đây, cút xéo nằm đây nè, còn lại cút xéo nè, xéo là cái ổ quay nằm bên hông, còn ngay cút ngay là ổ quay nằm đây, chạy đã bà con. Ốc ác 7 màu ít xài nè. Con này chưa hiểu sẵn nhớt rồi con. Ít xài nè. Nhớt còn nguyên vẹn luôn nè. Ốc ác 7 màu biết rồi. Đây nè 90. Đây nè 90. Đã rồi con. Chạy giọng canh canh đã rồi chứ. Ở trong còn mới chát nè. Nghe không? Vô bỏng, tem bỏng còn nguyên luôn nè. Quá đẹp bà con ơi. Dàn xới xanh bìa 18 lưỡi luôn bà con. Đây dàn xới còn xanh vườn con ít xài nè. Rồi xanh vườn luôn bà con ơi.
trắng giòn trắng tươi mà con, quá đã luôn nè. Cốt này là cốt IC rồi con, cốt lục giác nè, xài chung với IC 5 3 4 6 7 8 được nè, cũng là cốt xài IC nè. Con này chưa xài nhiều, con cốt còn lướt gam luôn thấy không, còn gam luôn màu và 7 màu luôn, biết xài nè không. Con nhìn cốt nào ít xài biết liền anh, nó bóng như này xài lâu quá nó ma sát, nó làm đồ này gơ. Còn này là còn gam luôn nè, còn màu 7 màu luôn, biết xài nè, ốc ác biết lâu 7 màu luôn, biết xài con, ghê không nè, quá đẹp luôn nè, ốc ác biết lâu 7 màu ít xài con. Anh là F90. Trời đẹp từng con mùa lon mà con ơi. Đây nè. Trắng tươi thấy ghê không? Quá đẹp luôn. Đẹp như chưa từng đẹp luôn. Xanh giờ mà con ơi, con về xài con này là trang trục sớ vô tư nha. Chín ngựa luôn nè con này chín ngựa luôn nha. Quá đẹp luôn nè. Quá đã luôn, anh là F90. Dàn sới là 851. Xanh bìa. Quá đã mà con ơi. Ở trong còn trắng nè, nắp slat trắng tươi ít xài còn thấy không. Cái căn cứ là bộ bóng ít xài, bộ này còn bóng ít xài nè, xài nhiều đã xét, con này bóng ít xài nè, đẹp cực kỳ không. Ồ quá đẹp ở trong luôn. Và bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Anh này F90 9 ngựa, thằng sới là Isuki 851. Ờ ốc ác xài gì còn đỏ ao mà con, ghê không, 7 màu luôn nè. Đây nè, 4 thắng còn nguyên luôn nè. Chưa chạy luôn nè, chưa đổi màu luôn. Xài nhiều là bố thắng nóng đổi màu bà con, bố thắng còn nguyên luôn nè. Cái này gọi là bố thắng đó bà con. Con gà số lại đó là số bố thắng đó. Gà thắng là cái này là bố thắng nè. Đây ốc ác 7 màu luôn nè. Đẹp cực kỳ không? Lúc gam còn nguyên biết xài nè. Con nào cốt còn gam màu đỏ ao 7 màu biết xài nè. Ô nguyên ốc 7 màu không bà con, ghê không? Quá đẹp luôn. Isaki 851. Đầu máy là anh F90 là 9 ngựa. Quá đẹp rồi con ơi. Này con về xài trang trục sới cả đời luôn rồi. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Quá đẹp. Rồi chào bà con nha.